Trước mắt quý anh chị đây thì là chiếc Santa Fe phiên bản xăng cao cấp màu trắng ha, hiện tại thì đang có sẵn tại showroom của đại lý Hyundai Tây Đô bên em. Và về mặt thiết kế bên ngoài á, thì chiếc này không có gì khác so với chiếc Santa Fe phiên bản dầu cao cấp ha quý anh chị. Và máy này động cơ máy xăng 2.5 ha. Về phần kích thước của chiếc Santa Fe này á, thì có chiều dài là 4m785, chiều rộng là 1m9 và chiều cao là 1m730 ha quý anh chị. Màu trắng khá là sang trọng luôn. Về phần mặt ga lăng sẽ được thiết kế theo hình dạng tổ ong nè, và có được mạ ăn cơm ha. Ở đây sẽ có một cái camera được ẩn vào chi tiết của mặt ga lăng luôn. Đèn định vị vẫn là được thiết kế theo hình dạng chữ T nè, và được cụm đèn chiếu sáng thì được trang bị là cụm đèn chiếu sáng dạng LED ha. Phía trước sẽ có cho mình hai cái cảm biến trước nè, để mình quan sát phía trước khi mà mình nó cảnh báo cho mình khi mà mình sắp đụng một cái vật cản nào đó, nó sẽ thông báo cho mình biết để mình kịp thời phanh ha. Nếu mà quá gần với cái vật cản đó thì chiếc xe của mình nó sẽ tự động phanh luôn, khá là an toàn ha quý anh chị. Phần bánh mâm thì ở chiếc Santa Fe phiên bản cao cấp này sẽ được trang bị là bánh mâm 19 inch ha quý anh chị. Mâm lớn hơn so với bản tiêu chuẩn chỉ được trang bị mâm 18 inch thôi. Và sẽ được trang bị cho mình cái cảm biến áp suất lốp zin theo xe luôn, để thông báo cho mình khi mà lốp xe của mình bị xẹp hay là bị bơm quá căng, để mình kiểm tra kịp thời ha, hỗ trợ tránh cái nguy hiểm không mong muốn xảy ra trong quá trình lái xe. Gương chiếu hậu thì có trang bị cho mình là tích điện, gập điện và kèm theo có sấy ha. Có tích hợp đèn báo rẽ ở đây cho mình luôn. Ở phía dưới này là sẽ là một cái camera 360 độ ha, để mình quan sát khi mà mình chuẩn bị đổ xe vào lề á, mình quan sát được cái bên lề nó có là xe khác hay gì không, để tăng cái độ an toàn cho cái xe của mình và mình. Đây, ở trên gương nó sẽ có cái cảnh báo điểm mù cho quý anh chị mình luôn. Đây, ở bản cao cấp này sẽ có trang bị cho mình cái cảnh báo điểm mù. Thì nó sẽ cảnh báo cho mình biết là có một cái xe nó chuẩn bị vượt qua mặt mình hay gì đó, nó ôm cua để tránh nguy hiểm là gây ra tai nạn ha. Phần đường viền chân kính ở đây á, cũng sẽ được mạ gom cho mình luôn ha quý anh chị. Và cái phần tay nắm cửa nè, sẽ là hai tông màu ha, một phần là mạ gom và một phần sẽ là cùng màu với màu của sơn xe luôn. Ở đây cũng có tích hợp cho mình có một nút mở cửa một chạm ha, mình chạm vô đây để mình mở cửa xe ha quý anh chị. Đây ha, bước xuống hàng ghế hai thì cũng sẽ được trang bị cái cửa gió điều hòa ha. Cửa gió này thì có thể điều chỉnh hướng gió lên xuống và có cho mình hai cái cổng sạc điện thoại luôn. Hàng ghế hai khá là rộng rãi luôn, ngồi thoải mái, mình không có bị khó chịu khi mà mình co duỗi chân ha. Và đặc biệt ở đây là ở hàng ghế thứ hai nó sẽ có cho mình một cái bể tì tai ha. Đây, ở trên này nó có thiết kế cho mình để những vật dụng như là ly nước thì nó sẽ tránh đổ ra xe của mình. Khi mà mình đi ba người á, thì khi mình đi nhiều người á, thì mình có thể là gặp cái bể tì tai này lên để mình ngồi được tối đa cái diện tích của xe mình ha. Bước xuống phần phía sau đuôi xe thì ở đây cũng sẽ có trang bị cho mình bốn cái cảm biến lùi ha quý anh chị. Đây, sẽ cảnh báo khi mà mình lùi xe ha, nó sẽ quét những cái vật cản phía sau để nó báo cho mình. Cụm đèn hậu của chiếc xăng xăng cao cấp này là cụm đèn hậu dạng LED luôn nhau quý anh chị. Ở đây cũng sẽ có cho mình một cái camera lùi nữa nè, camera hồng ngoại ha. Đây, Santa Fe Premium ha, là bản Santa Fe xăng cao cấp. Ở đây là hệ dẫn động là hát chát luôn. Phía đây là sẽ là đèn phanh và ở trên này sẽ là anten dạng vây cá luôn ha quý anh chị.
Về khoảng sáng ngầm của dòng Santa Fe này là 185 ha quý anh chị, khá là cao luôn. Đây là một cái dòng xe SUV 7 chỗ gầm cao ha. Thích hợp cho mình đi gia đình từ 5 đến 7 người nè. Và trong điều kiện đường ngập nước như hiện nay ở vùng miền Tây á, thì mình đi xe gầm cao nó sẽ tiện lợi hơn. Về phần tính năng an toàn á, thì cũng giống như là bản dầu cao cấp ha quý anh chị, cũng sẽ được trang bị cho mình cái hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi nè, rồi trang bị cho mình gương chống chói tự động, trang bị cho mình về các cái tính năng an toàn á, thì cũng được trang bị giống như bản dầu cao cấp ha quý anh chị, cũng sẽ được trang bị cho mình là hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ nè, rồi khóa an toàn thông minh, sẽ được trang bị phanh tay điện tử, sẽ được có đèn pha tự động thích ứng nè, và có camera 3.6 ha, hỗ trợ giữa làn đường, hiển thị điểm mù trên màn hình cho mình luôn, và số túi khí cũng là 6 túi khí luôn ha quý anh chị. Phần cuối của video này thì em sẽ báo giá lăn bánh cho quý anh chị mình cùng tham khảo phiên bản Santa Fe xăng cao cấp này. Hiện tại thì chiếc này đang có giá là 1 tỷ 275 triệu, và giá lăn bánh ở Cần Thơ và một số tỉnh miền Tây thì khoảng tầm là 1 tỷ 345 triệu ha quý anh chị. Và bên em hỗ trợ cho mình mua qua hình thức ngân hàng, hỗ trợ cho mình vay tối đa 85% giá trị xe trong vòng 8 năm. Thì anh chị mình chỉ cần chuẩn bị số tiền trả trước là khoảng tầm 261 triệu là mình có thể nhận xe ha. Và báo giá lăn bánh này thì em đã bao gồm bảo hiểm thân xe cho quý anh chị mình luôn. Và khi mình mua qua hình thức ngân hàng á, thì anh chị mình chỉ cần chuẩn bị là căn cước công dân nè, giấy đăng ký kết hôn hoặc là giấy chứng nhận độc thân, để bên em tiến hành làm hồ sơ cho mình ha. Bên em có sẵn xe lái thử tại showroom, quý anh chị có thể đến trực tiếp showroom để mình đăng ký lái thử, mình cảm nhận xe ha, cảm nhận xem là xe mình nó chạy trên đường nó êm như thế nào, cái độ mượt nó ra sao ha, để mình quyết định mình mua xe. Hiện tại trong tháng 9 này thì dòng Hyundai Santa Fe phiên bản xăng cao cấp đang được ưu đãi rất là nhiều luôn anh chị ơi. Bao gồm là tặng 100% thuế trước bạ nè, 50% thuế của nhà nước và 50% thuế hỗ trợ từ hãng xe bên em. Kèm theo đó là giảm thêm tiền mặt cho mình nữa nha anh chị. Nếu mà anh chị nào mình mua qua hình thức tiền mặt á, thì tổng chi phí lăn bánh của mình bao gồm bảo hiểm thân vỏ, bảo hiểm nhân sự, phí đường bộ, dịch vụ đăng ký xe này kia luôn, thì khoảng tầm là 1 tỷ 288 triệu là mình có thể nhận xe. Bên em có hỗ trợ mua qua ngân hàng, hỗ trợ anh chị mình vay tối đa 80% giá trị xe, thì anh chị mình chuẩn bị giúp em khoảng 288 triệu là mình có thể nhận xe. Lãi suất thì ưu đãi dao động từ 7.8 cho đến 8.8% cố định 1 năm đầu tiên cho mình. Anh chị nào đang quan tâm xe thì có thể liên hệ với em Duyên qua số điện thoại bên góc phải màn hình ha. Em sẽ hỗ trợ tư vấn báo giá kỹ hơn cho anh chị về từng địa phương. Nếu anh chị mình muốn lái thử xe, trải nghiệm xe thì cũng có thể liên hệ với em để em hỗ trợ mình xem xe, lái thử xe nha.